Đấy, ok đó mọi người nhá. Bây giờ bắt đầu oanh tạc nhá. Đấy, nhìn quả lưới của anh em mình chưa? Nó dài 30 mét. Chơi. Đây gọi là đi ăn trộm. Ôi trời ơi, tí nữa ngã. Đây gọi là đi ăn cướp, không phải ăn trộm đấy nhá mọi người nhá. Thật ra là những cái hố này là những cái nước của suối hai, nó khi nó rút đi ấy, thì ở khu vực này người ta đánh bắt hết rồi. Chỉ còn những cái tép với lại những cái cá nhỏ ấy. Nên anh em mình ra anh tạc gọi là ăn trộm. Gọi là ăn trộm thì nó hơi ngoa quá. Dũng con phải vào trong đấy. Đấy. Đi ra nữa đi, ra nữa đi. Một 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 buộc dây vào 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 dưới chân đấy, chân cái cột đấy. Dây cáp ấy, dây cáp ấy em ơi. Dây cáp đấy, đúng rồi. Nhiều à, mọi người đoán xem vớt này của mình, anh em mình sẽ được bao nhiêu cân? Đã đang gần kìa, ở dưới thôi. Ui ui nhiều, ui đây xuống cho mọi người xem nhé. Đấy, ui giời, cá tép, ui nhảy ạ, ui ui con gì sầm tam ấy, con gì sầm tam kìa, con gì sầm tam cháu ạ. Mà đệ khoái kìa. Đấy, kéo chì thôi, kéo dưới chứ cần gì phải kéo pháo. Ấy, ấy, bắt đầu nhảy rồi. Cá ở trong này vào khẳng. Kìa. Đấy, dấu phi, ui dấu phi to rồi. Dấu phi to rồi. Ừ, cày tầm người lắm. Ấy kìa, vẫn lại, ui lại cày nó bên này nữa. Ui cày ạ. À. Ui trời ơi, mày chết với cậu. Con này 20 cân. Quả này tôi phải bắt, quyết bắt được con chấm đen này. Con này, ui, sông, sông, sông. Hả? Đấy, anh đang đi sang bên này mà. Ui, 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 hàng, hàng. Hàng anh em ơi, ui, ui, hàng. Hàng, hàng. Hàng, hàng. Hàng nha anh em ơi. Nhanh lên. Ui, còn gì đấy. Cái tầm ghê lắm. Ui xồi ôi, có hàng rồi, có hàng rồi. Cứ tưởng người ta đánh bắt hết cá to rồi nhưng mà không, vẫn còn rất nhiều cá to nha anh em nhá. Ấy, tép nó nhảy rất là nhiều. Ấy, thấy chưa? À, bên này này, chỗ tủ lưới này. Ui cơ 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 cơ. Ui cơ. Ui xồi ôi, con gì đấy? Con gì đấy, con gì đấy? Ui xồi ơi. Tuyệt vời chưa, tuyệt vời chưa? Đấy, súng cao su với đại bác nó phải khác nhau chứ. Ôi trời 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 trời. Đấy, mình sẽ dình ở đây để cho mọi người xem những cái con cá to nó nhảy nhá. Thực ra là ở đây ấy thôi, ô thôi ra mất rách rồi. À ờ đấy đấy đấy, ui ui cày nè, ui cày nè. Đấy, thật ra là nó sẽ không có nhiều cá to lắm đâu, tại vì ở đây người ta đánh bắt hết rồi ấy. Người ta đánh kích rồi đánh lưới thì suốt ngày luôn. Đấy. Kéo chì ấy, kéo chì em ơi. Thằng Dũng tránh ra. Cứ ngoài này nó cày này. Rồi kéo, kéo chì, kéo chì. Khớp, khớp, khớp chì đi. Lên khớp chì đây. Nó đứng đằng trong nó khớp chị cũng được. Ờ. Đấy đúng rồi. Nào đấy đúng rồi. Kéo chị vào. Ui rồi ui trắng. Từ từ. Anh em từ từ nhá. Hết sức bình tĩnh. Chia ra. Dũng, Dũng đi ra ngoài.
Ui rồi, ui rồi. Ui rồi, ui rồi. Dũng ra ngoài đấy, ra, à, bê cái kia nhưng đạt đi, đứng trong làm gì? Dũ cá xuống đấy để. Ui, vượng nó dũ hết ra ngoài. Bỏ bỏ đi. Đấy, đi đứng lên đây cùng Nhâm. Đấy, đúng rồi. Đấy, cứ hát xuống, hát qua đầu Nhâm được. Rồi, có súp, có súp. Ôm lại, ôm lại. Thầy đi chưa? Kéo lên, ôm. Ừ. Kéo lên, ôm hai bên này, thằng Phượng ôm tất cả. Ôm như này. Đấy. Đi sang ngang bên anh Cường. Đi sang bên này. Ui dồi. Đi sang bên này. Vượng sang bên này. Ôm sát vào đây, ôm dần vào đây. Kéo nó lên. Nhặt hàng rồi, nhặt hàng rồi. Có súp nhá. Có súp đấy. À. Ui. Ui rồi. Ôm chặt là giữ kéo cho nó hết bùn đi. Ui trời. Vượng sang lấy túi với lại lấy kia đi. Lấy túi với lại lấy tải. Cả tải với túi giá nữa nhá. Ôi thảo nào lúc nãy thấy nó phộc ra hóa ra bụp. Ôi chá được bao nhiêu, chắc được 40-50 cân. Ô con rô phi. Rô phi to đấy. Rồi mình đã đem sẵn thùng đá bên kia rồi. Được, thế này là mẹ chỗ này phải 30-40 cân làm gì nữa. Anh em vét sớm để con về cho nó sớm chợ. À, bắt đầu thu hoạch nhá. Đâu, xốp à, xốp à. Xốp con này cũng phải 6-7 lạng nhá. Ây da, bây giờ mình bắt cá to ra trước. Ui, rô phi rồi. Ui, con này làm quả hết sờ. Ấy, cho sửa mới. Cho giúp con nhảy vào trong đấy. Cho nhảy vào trong đấy, nó bơi cùng cá. Ôi, con mường. Ui. Cái đằng cái mấy cái đấy xúc thôi không phải đấy. Ừ. Xúc làm gì mày đặt bỏ ra ngoài mò để cho nó. Đấy. Rô đấy được 2 rô rồi. Cố lại kiếm lấy nhiều rô. Trời. Đùa, đúng là mẹ. Có đại bác nó phải khác nhỉ. Đấy, rô đấy. Hàng đây. Hàng nha anh em nha. Đấy. Cho vào đây em tí mới đổi ra cái kia sao cho nó. Ừ. Một. Đây rồi này. Ba. Anh nhanh lên. Kẹp đi. Em lấy cái này lên kia rồi tí nữa lên đổ sau. Không, lấy tải ra lấy túi lưới đây chứ. Ui giời. Ui giời. Đó xem nào. Ui. Ui. Túi lưới đâu? Anh Khoảng túi lưới đâu đâu? Túi lưới chứ. Túi lưới. Ấy đừng nhưng ngâm đá xuống nước, đừng ngâm đá xuống nước em. Cho cái đá lên. Đấy. Quả túi hơi bé. Tí nữa lấy tải đựng nhặt đá vào về bán. Ui chà. Trắng luôn. Bây giờ tính ui, bây giờ là tính đơn vị là yến với tạ nhá, không chơi cân với lạng nữa. Em buộc lại cái nhốt ở nước đi mà. Chết hết. Cho đá thì đá cho đá. Cầm thả để nhốt vào sống. Ba xảo. Thế này thì làm mẻ nữa. Ý nữa rồi mất con cá to. Thôi làm một vớt thôi. Ừ, làm vớt nữa thôi. Đứng góc nào làm vớt nữa nhỉ? Đấy, nhưng mà mẹ đéo chờ được về á.
chị Mai không đây không, mai anh em mình phải đi từ sớm mẹ xong rồi chuẩn bị túi to làm hết. Ờ. Túi to đấy, đang vừa chấu ấy. Cái túi sánh ấy là bảo được cái túi sánh ấy. Đấy, cái túi sánh nó vừa chấu ấy. Để phát nữa. Để phát nữa. Bây giờ ba túi nữa. Bây giờ làm phát nữa chỉ này to rồi. Có. Sợ lấy cá to. 15.000 một cân. Nào, nhấc lên xem nào. Nặng lắm ấy, hai thằng nhấc ấy. 3 thằng nhấc vào. Ờ. Ui, đợi mỉ đầu tiên đấy anh em nhá. Ui, rồi, đó lên. 30 cân. Buộc cái đoạn buộc hả gì cơ, rồi rồi bây giờ sẽ bắt đầu mẻ thứ hai nhá. Cá to để đánh được nó sống mà, cá to dễ sống. Ui à đây em đổ vào sọt, à sọt này ít được ít nhỉ. Đây sáu đấy, mấy cái tải mà đấy mang cái hai cái mà. Ờ đấy chia ra làm đấy 4-5 tải thoải mái. Ra ngay chủ vượng đấy, bây giờ nảy sinh ra một vấn đề là nhốt cá như thế nào. Nhiều quá không khổ. Đổ một túi đá đi. Ừ. Đổ một túi đá ra. Bỏ cái túi bóng nữa đi cũng được, bỏ luôn cái túi bóng nữa đi. Đựng cái gì nữa, mấy tải cơ mà. Này phải lấy có đường này phải đi công nông ra. Làm con chê bạc gác ra chở cá rồi. Có đường đi ra đây mà. Hả? Đường nào đi ra đấy? Đường ra cá, vòng qua đây. Vòng nào được đến đấy? Hả? Đi bên bên bờ. Ờ. Nhưng mà đi chết khổ. Ừ. Nghiêng cái này. Lấy cá to chứ có phải uống bia. Còn cá này anh em mình sẽ đem đi bán lấy tiền mua bia. Ấy xà. Nghe nó có cái gì đấy nó hợp lý quá nhỉ. Thôi làm. Khả năng phải làm, chỉ làm một vớt nữa thôi. Về cho nó sớm chợ chứ bây giờ đang muộn mất rồi. Ấy, thằng Dũng nó tuột tay này. Nhặt lên đấy. Đây tải luôn. Đây một tải luôn rồi. Đây lấy buộc cái này. Ui giời. Đá. Đá cũng vỡ ở dưới. Không, bây giờ buộc lại không để nằm ra. Ừ. Quấn này, quấn đây là này. Mang thêm đá ra rồi, vẫn đẩy. Buộc, ai mang thêm đá ra. Thì ai ra nữa rồi này. Thôi mà. Là kia thôi, mình làm vớt nữa thôi em ạ. Rồi. Ok nhá mọi người nhá, bây giờ sẽ là mẻ thứ hai. Khả năng là đánh 1-2 mẻ nữa thôi chứ tại vì nhiều cá quá không bán hết mà. Ôi giời ơi, tầm đấy thì tôi còn đi đánh mấy con lô đấy kia. bên kia đang đi đánh lưới đấy kìa. Không, đây mình là đang chơi Việt Lót đây. Bên kia có mấy anh em ở trong xóm trong cũng đang đi đánh lưới nha mọi người nhá. Nhưng mà nhìn thấy anh em mình đánh chơi quả lưới này chắc là cũng nản bố mất rồi. Giờ sẽ làm một mạch. Phát lên nhìn kìa. Chủ yếu kiếm cá to đấy nhá. Tiếp tục mẻ thứ hai. Cho nó mày quẹt bên đây nữa. Ừ. Thế lúc nãy không đứng tận trên kia mà đấy. Kẹo cái hốc sang bên kia đi. Đó, sáng mẹ
Ấy, lại có cá to rồi. Lỗ thủng lúc nãy tưởng là khâu rồi. Ấy, trời ơi, xốp xốp. Mẹ à? Thế thì cá mẹ rồi, cá mẹ rồi. Đội kia nhìn đến đội mình chắc chắn. Đi. Trời, giờ còn con trai. Trời ơi. Chán. Đấy, cá to rồi, có cá to rồi. Bên này hơi đuối. Nhưng mà thôi kệ. Anh em mình đang dùng đại bác thì bên kia đang dùng súng cồn. Không bị gì nữa, em quay. Mẹ này nữa chắc cũng chán luôn. Ấy. Hay. Hôm nào đi bắt cá suối. Kiếm lấy cái túi lưới tầm 10 mét thôi nhỉ. Yeah. Sóng kéo. Kéo gì nó từ nó chày ấy. Hả? Đây, trong quê tôi cái lưỡi nặng của ông lên. Không cần nó lên mặt cỏ, kéo ra ngoài ấy. Kéo ra ngoài luôn. Bình thường. Hôm nào tôi tí về để đặt. Lại 15 mét. 10 mét thôi. Kéo ra ngoài mà. Đợt nào tôi về quê tôi bắt cho. Ừ. À, cùng muối cho. Thôi, mấy hôm nữa đặt, để mấy hôm nữa mưa thì đấy. Ấy. Đấy, ôi trời ơi. Sụp sụp sụp. Phát này tôi phải quyết bắt được con chấm đen này. Vần nó cả buổi chiều rồi. Ôi thôi, thôi. Mẹ to vai cứt. Mẹ con sụp đấy phải hơn cân. Thôi. Ra đây cho nó. À, Vượng lấy mấy cái tải ra đây. Một người đâu không phải đáng. Vượng đi lấy tải đi. Lấy tất tải sang đây. Tải túi. Trong túi đấy. Có hai cái này. Cái tải nó cũng trên đồ rồi hả? Ba tải nữa là đủ mà. Nữa cả một túi lưới vẫn còn túi lưới mà. Đây là anh em mình đang rũ bỏ bùn đi nha mọi người nha. Nước tắm ấy. Đấy, thằng giúp cả dưới mà đấy, cho thằng Dũng vào quần. À, cho nhét thằng Dũng vào trong cho nó quẩn hết bùn đi. Ui. Thì nó thì nó. Ấy chở cá về đến hết hơi. Ui. Ui. Quả mẹ này thì đúng rồi. Này mà, này dưới bố vẫn đòi đánh tiếp. Trở về kiểu gì? To. Đây. Con nhảy ra. Ok đó. Con nó nhảy ra ngoài mới to. Con này cũng không biết à? Có hẳn kia mà. Đây con gì đây ạ? Chắc to hết rồi. Hay là mình quẩy là mình phọng sính đi. Con này còn to, dưới sân chơi à? Thì tớ phải tớ bảo tồn trong nồi á. Chấn. Có. Nhanh lên. Con treo thì ngon này. Thôi. Con treo ngon này. Mai. Mai. Đây con nữa này. Cứ cơm đi nhanh. Nhanh đi. Nhanh đi. Bắt đầu thu hoạch nha mọi người nha. Ui. Rút phi to. Thả gì? Thả mồm. Thả đấy bẩn ảo rồi.
Lớn cái gì? Lớn được ạ. Anh xem phát. Ui to đấy, con sụp này to đấy. Đấy. Con kia to hơn. Con kia to hơn, bay lên kia. Con kia bay ra ngoài nó nhìn thấy to rồi. Bay cái nó đóng xe đuôi xe. Con kia dài hơn. Chứ con nào con mất tải to đó. Con mất là con to. Con sụp nó lắm rồi thế. Rồi. Con tải cả to lên. Lúc nào này. Lúc nào là nó còn. Thì nó không, lúc nào nó tải to lên cả. Lúc tải là. Chưa phải ăn chắc. Nhớ cái này. Hình như còn có nhỏ nhỏ đấy. Lứa đặt cá xuống nó phải nâng lên đâu, ngồi được không? Đây đây dưới bơi. Ăn thịt kìa. Chắc. Không phải nâng lên đặt xuống nha. Đặt xuống ra, đừng có. Rồi bắt rồi. Ấy, bàn rồi phi rồi. Rồi phi béo nhỉ. Ừ. Bao chắc cầu. Kéo con nước à? Ba còn nó trong này thì biết các bạn nó còn đây con dùng chép tổ phết nhở là chép lợn xuống ăn ngon anh vui nhở áo ơi kia kia rô phi cái này cũng còn đây là con diếc núi đây này. Ủa mày quản gì hốc hốc vậy, xấu to cái đấy, đúng ạ. Nâng nâng cái đấy. Cái đại bên sao trời nào mất đạt. Cho cái đàn ủi khỏe hết. Cho cái đàn con nhỉ. Đấy, chứ. Con chép, con chép. Con chép này. Được. Được. Con đấy được mấy miếng xin xin. Chúng ta chỉ sự nhận lòng camera thôi. Sốp à? Đọc, chép. Rồi, nhiều chứ. Đó, xem con to. Giờ mình lấy rổ, là thấy. Con này to nhỉ. Đây. Có lấy rổ vào. Đây, đây. Đây, đây. Ui, đây cá to. Mẹ này làm cá to đấy nhỉ. Mình kéo dài. Ủa, sao lại lấy mỗi cá to. Chờ hết. Chờ được hết. Ây, bây giờ phải chúng ngon vậy nhỉ. Vào, có mẹ người ta. Mương cho nhiều cá to phết đấy chứ. Thế lại cho xem. Đấy, trước mặt kìa. Đây nó dính. Nè, kìa, nó dính ngon. Rồi, hết to rồi. Đó. Để xem nó bùn. Không có, không đổ luôn cái bi. Bùng một bi không đủ. Đủ không? Không đủ đâu. Mang lên nè, đưa vào tải cho anh. À. Con chóp kìa. À, có cái lưới xanh ở đây. À, em đặt tủ lưới mà. Có lưới xanh ở gì đấy? Cái gùi á? Đây, 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 từ từ lưới xanh. Đồ đất, không phải để vào đây luôn. Đây. Không vừa đâu. Cắt ra. Dũng cầm cái này cái tàu dưới tả. Ây. Mới ra. Ừ. Quấn rồi đúng rồi. Ôm những thứ kỳ giá nhất ở đây. Muốn năm rồi. Mẹ đây. Lưới này tải miệng nó. Thế bắt cá dễ nhỉ? Chỉ quá đơn giản. Dễ như ăn kẹo, như bắt cá trong chậu. Giải đặc biệt của chiếc bán con dưa bên là 5:30. Bên kia cũng đang khai thác nhưng mà... Nhưng mà chỉ gọi là... Không. Bằng một rổ này, không đâu bằng một rổ này. Họ đi chơi, còn mình đi kiếm cơm nó phải khác. Đi làm về đám mê luôn. Ừ, còn cái đấy. Ngon cái gì? Toàn sườn. Ở phát này không được cá mương nhỉ? Có, dùng bộ hải con. Cá là nó không đặc sắc như đồng hai chuỗi lắm. Nhiều lắm thì mấy con to hơn này. Ủa, mẹ này gần gấp đôi mẹ kia. Mấy cái rồi, 3 cái rồi, 4 cái rồi, 5 cái rồi. Bỏ mất. Nó đây rồi. Ôi, vạch ra đó. Cứ vạch ra. Tí nữa nhấc túi lên. Oa. Giống như mấy ông cây đài. Ờ.
giống như mấy ông câu đài ấy, nhấc lên oạc phát. Đây thôi, quả này phải 40 cân. Quay quay được thằng tới dụng đấy. Hả? Đạt đừng có kia đủ dưới ra đây. Lấy xe ba gác. Chỗ này vẫn phải còn mấy ổ nữa này này. Ở nhà mang xe ba gác. Chỗ này về hay không? Ờ. Mình lấy xe máy mình chở dần ra đằng này. Nhà có ai đá được không? Bin. Chúng đi chúng đi đấy. Ờ chờ tí để mình cứ lên bờ đi xong rồi cứ điện thoại xin gọi cho Bin sau. Chỗ này anh bỏ bao nhiêu cân? Chỗ đá. 4-5 cân. Ôi, à. Hơn nữa. Đây là tận nước. Nước nhiều. Ui. Chỗ này mẻ này mới được. Gấp đôi mẻ kia. 50 cân giống mấy cân? 3 lần, từ kia 4 lần. Ăn cái đấy đâu ăn. Đây đã được kia rồi. Gì bóp thở dốc à? Còn có một tí đá rồi. Thôi bây giờ tầm này đá đấm gì nữa. Có 3 lần. Đây cải để nỗ này. Lúc cái mẻ đầu còn không đầy cái này. Mí mất con sổ to. Ừ, con này to rồi. Có trong video có. Máy nhảy lên mà. Quay. Bảo tôi đấy. Bảo tôi. Ủa làm cái loại này đó. Để này. Đồ lớn. Đây. Đây là mình bảo tôi nhá. Bảo tôi. Rồi. Thôi bảo tôi. Thu lưới. Nhanh không bảo vệ vàng. Phải gấp 5 lần rồi. Ra kia đủ mà. Làm một mẻ nó ra gần trong hốc đấy là đổ luôn. Đã mất công thì xe ba gác. Thôi. Mất công thì xe ba gác. Bây giờ 10 giờ mẹ rồi, về còn đấy. Thôi cứ đấy ra đây xong rồi Nguyên nó ôm cùng. Không à. Ui. Đây nhìn này, cả tôi này, sướng này. Từ từ thôi, cái đấy nó dễ oạt. Cái túi lưới nó... Ui dồi, 1-2 tải. Ui, tải con to đấy anh ạ. 1-2-3 tải. Còn bên này là đây. Đấy, chỗ này cũng gần yến cá kia rồi. Xả. Tối, con dù to nhờ. Chết à? Đó, bây giờ còn cái tải nào nữa không? Tải bên dưới rách. Rách à? Bọn anh mang mấy tải? 2 cái. Thế thì bây giờ đổ một ít ra cái giỏ này. Anh gọi chú bảo mang xe ba gác. Ờ, đấy, điện thoại là để trên kia để anh lên lấy điện thoại đã. Bây giờ là khó khăn nhất là bây giờ làm sao để mang được số cá này về nhá mọi người nhá. Giờ là phải chia ra cả cái gùi này nữa để gùi cá nhá. Đấy, tuột ra hết rồi, tuột ra hết rồi. Gùi cá về, thêm nữa đi. Tôi sẽ bỏ mấy con đấy đi. Ừ. Vẫn tiếc. Rồi, đang đổ cái vào cá vào, xong rồi đổ vào đây đi. Bây giờ 4C đúng không nhỉ? 4 hay 5C nhỉ? 4C. 4C 4 tải. Ôi lại còn chở lưới vét nữa cơ. Lưới vét 1C. Tí nữa. Tí nữa bây giờ thế này, bây giờ phải san ra một thằng Dũng con với một thằng lên phải hạ bán. Anh với một thằng ra công vít bán. Thế với anh mấy gọi là bán được còn chưa chắc đã hết được. Nhưng mà ok. Rồi bây giờ anh em mình sẽ về nhá. Đây các bạn, mua đi các bạn ơi. Ôi, ở nhà vẫn còn. À, chậu đầy. Đổ ra chậu kìa. À, thế thì ở đây nhá, anh lại lên bể hạ. Ok. Anh lại lên bể hạ, anh bán tiếp. Ơi. Vừa đánh xong đây các bạn ơi, còn tươi ngon này, các bạn nhìn đây còn. Nào cân đi. Nào cân mọi người. Ơi. Đưa đây, ai là? Ai đầu tiên đây? Ai
được đúng không? Đây, vớt được rồi. Đây, mình nhìn một cân, đúng rồi, ra đây một tặng một. Ok, anh Đức ơi, thanh toán em ơi. Không, em thanh, em còn lấy anh đi vườn phục vụ chưa? Ok. Các bạn ơi, nhanh tay mua đi các bạn ơi. Bình thường 20.000 một cân, nay bọn em chỉ bán 5.000 một cân thôi. 20.000 ba con. Anh nhìn 4 cân bán không? Các bạn nhanh tay mua về đi. Rồi, 2 cân. Vừa ăn vừa cho củ, siêu rẻ hơn, siêu ngon. Ai cũng 4 cân. Không, của bà đấy nhà Kiên rồi. Mua lấy người đấy à? Theo thì 7 tải. Nhiều hả? Ok, nhận tiền. Nó còn siết thôi. 5.000 một cân. Bình thường 20.000 một cân, nay bọn cháu chỉ bán 5.000 thôi. Rồi anh lên đồ hả? Đâu mà cháu đổ đá rồi đấy. Đá nó tươi đấy. Đây, cân cho ông ấy 20.000 này. Ok. Đây, con biết con nào. Một con, một con. Đây, 2 cân bạc. Đây. Cứ từ ông ơi. Thêm rồi. Yên tâm. Ôi, ông ơi, 2 cân. Thấy chú này bà, chú ngon này. Ok. Thú tiền chưa, Chưa. Ai trách túi thì thanh toán nha mọi người nha. Chú ý cái nhiệm vụ quan trọng đi. Vừa bán vừa tặng. 5.000 một cân ạ. Chỉ 2 cân cái. Là 4 cân luôn đi. Cái đó rất dở. 2 cân tặng 2 cân cho của. 4 cân 10.000 nhá. 4 cân 20.000. 10.000. Rồi luôn. Nhận tiền chưa? Chưa. 2 một cân. 1 cân ạ. Ui, 2 cân đi đó. 1 cân. 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 Ôi, tiền về. Tiền về, lúc lúa. Rồi, ok. Làm 4 cân đi, 20.000. Chỉ lấy cái nhỏ thôi chị. Làm 4 cân, 20.000. Quay kia. 1 cân hả bà? Dạ bà, 2 cân, chị ạ. Các bà ơi, mua cá tiếp đi, các bà ơi. Đây hả, dạ đi. Cá đi, cá đi. Nay chỉ bán có 5.000 thôi. Chỉ hôm nay. Nhanh tay thì còn, chậm tay vào Sài Gòn vẫn còn. Bà con ơi. Hai con chửi. Có nhiều rúi mà. Cả này thì 15.000. Ồ, 5.000 tất. Ông chỉ 4 cân. Ok, 4 cân luôn ạ. Đang chụp con đi về phơi ạ. Cái con cá lên đi luôn. Con cá ơi. Con tiền chị mau ơi. Anh Diệp ạ. Dạ vâng. 4 cân nhá. Dạ vâng. Có 4 cân đi. 4 cân đi 20. 4 cân đó anh Diệp. Cho 1 cân luôn rồi về chia. Không, 2 cân, 2 cân. 4 cân. 2 cân chưa rồi. 2 cân chưa, mấy 1 cân chưa được. Đây, con cái túi này đã, con túi này. Ai lấy con túi này? Cái này về khô hết rồi luôn. Cái này là cái gì đấy chứ? Cái này sắp không? Cái bóc một túi xanh. 3 cân đi ba ơi. Được mà, túi này cân, túi là cân chưa thôi. 15.000. 3 cân 15.000. Của ai đấy? Của ai đấy nhở? Ở trong này ít khách hơn. Thông dầu đây, thông dầu đây. Ai có cá bà ơi. Có đơn vị lại còn không có cục ngoại nữa. Ai đây các tiếp. Cầm lấy bóc đi. Đánh được ở đâu mà nhiều thế em? Mày bóc cho chị 2 cân cá. Rồi, cân dưới rồi. Đây của chị. Đây của chị 4 cân thì là chị mang rồi nhá. Dạ thôi ạ. Đây cho 2 cân bóc cùng đi. Ok, 2 cân. 2 cân, từ từ bà đây tí. Cháu có tay ông đấy rồi. Cười xuống. Tí nữa em cân tươi. À, 5.000 một cân đúng không ạ? Vâng. Bình thường là 20.000 một cân đúng không ạ? Nói nhanh, mua nhanh hết. Cân cho 2 cân chép không thôi nhá. Dạ vâng. Đẹp.
Đấy, anh con hai con chắc không đâu. Đấy, cho hai con nhé. Vâng, hai con của anh nhỉ. Bỏ cả con. Anh bốc cho ông. Chị ạ. Cầm tiền cả thật chúng tôi, tanh tiền tanh quá rồi. Hả? Về giặt ạ. Về giặt tiền đi nhá. Ôi da, nhiều lúc không hết đâu. Để cho ba con đi. Dạ, ba con ạ. Hai cân. Thôi rồi. Ba con đi. Là bốn con đi là bốn con hai chục thôi. Có thế thì tiền nóng đáng là gì? Trời nắng này sợ nó để nó cũng được lo quá. Có không về chữa tranh cho bà cụ nhà ăn hai ạ. Hai cân nữa nhá. Ôi ba, ôi ba hai cân. Vâng, chị đưa cho hai cân. Vâng. Ba con đi. Của ai đấy nhỉ? Chị, ông lấy chưa? Chưa đây à. Ông bảo mua toàn cá giết rồi về kho thật kỹ mà. Cá giết ăn được xanh mồm đấy. Rồi kho kỹ. Cá cho thì bao nhiêu tiền? Cá bé bằng tiền nhá. Ê, mình nhận cái chân cá giết nhỉ. Cá tí hết nhỉ. Giết nhiều không? Anh cần 2 thì 2 cân à. Cho chị này nhá. Cá cân lận đi. Lấy một túi 3 cân đi. Lận đi. Toàn cá giết. Đây này, con này ngon này mà này. Chép ngon. Ờ, đấy con chép ngon. Đây, con chép. Ba lấy mấy cân ạ? Con nhà cho con. Ba lấy cho, Ba con. Hay mấy nhà cho xin một con. Nhưng người có mềm. Không, người có mềm tay. Đây này, con này ngon. Mày cho xin cái này. Nhìn em bao nhiêu? Hết mẹ cả giết rồi. Cá riêng hôm nay cô kia lấy. Trời. Mày chả nhà cho ông cần cá riêng. Bà Thịnh Hiền sống đầm đấy, cho tươi tươi vào tí. Vâng, cho tươi tươi hết cơ. Lần sáu sống đầm, sống đầm. Cho cứng hẳn lên. Con đâu, 5.000 một cân. 10.000 một cân, mua 1 tặng 1. Thế là thành 5.000 một cân. Cái thằng 10.000 ba con đi nhỉ các bạn nhỉ? 5.000 một cân. 5.000. 5.000 là một cân, lại tặng thêm một cân nữa thành 2. Đó, 10.000 một cân. À ừ, 10.000. Tặng một cân nữa là thành 2 cân. Ờ, thế chia ra thành 5.000 đúng không? 5.000, 2 cân. Đúng rồi. Được 2 cân chưa? Là thành 10.000 như thế. Đó, chính bây giờ ai đi mua. Con nắng kìa, nắng mà phơi vậy. Con không có thể phơi hả? Ừ. Chưa bật à? Bật rồi. Người ta đây nhìn. À, còn bên đây. Đây, cả bên kia cũng có. Ấu hút lắm. Trên nhỉ? Xem nào. 10 cân rưỡi. Một cân rưỡi. Một cân rưỡi. Đá nhìn bốc ra. 3 cân rồi. Đá đấy chưa nào? 2 cân 8. 2 cân 2. Thôi được, tính 2 cân. Nào. Hả? Bán được đâu. Cho cái vậy thì làm thế cho nhá. Ôi thế này mày bán thế này thì nhanh quá. Nhanh quá rồi bán được cho luôn đi. Này, ba trả tiền nhé. Dạ vâng, cháu xin. Đây, bạn trả tiền nhé. Dạ vâng, cháu xin. 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 Ta ma bán cái gì cũng đắt hả? Thấy một chỗ đây, đây đi con này sạch. Ôi, ngoài cũng biết có một tạ ở ngoài ấy. Này đi biết về mà. Đây, 3 cân này. Đây, 3 cân hả? Đây, 3 cân đây. Đấy, thích chưa? Cho thêm này. Cân chưa? 3 cân này. Vâng, cần cho 3 cân thôi. 3 cân, cho thêm này bốc. 3 cân. Đúng rồi, chị nào bán. Xin một con to.
5 cân và 25 nghìn. 5 cân có 20 nghìn. 55, 20 mà. À thế à? Ôi, bà đi con đâu mà ơi. Bố của chị cả bé ở đấy. Cả bé. Chỉ cả cái bé không nhỉ? Anh như sợ bó tay vào lắm này. Em vừa bó, em vừa đi rửa. Coi kìa, coi kìa. Về hầm thật kho, thật thấy lên. Có tương với cả hoa quả, cả bé này đồ rau sắn là cốc. Thế bán cá xong tí mua rau sắn đi nhá. Không đủ tiền mua rau sắn đâu chị ơi. 2 cân. Thừa tiền mua rau sắn. Rau sắn chị bán đấy cơ. Chưa được à? Hay đổi cá lấy rau sắn không? Okay.